Và Vọng sẽ cùng giao lưu và tìm hiểu với các bác hai bộ đôi thương hiệu lớn của đất nước Pháp. Đó là chiếc đầu tiên, đó là chiếc Verdep, và chiếc thứ hai đó là chiếc FL, đúng không ạ? Và có thể nhận xét với các bác một điều, đây đều là hai mẫu thiết kế đẳng cấp của hai thương hiệu lớn, đó là Verdep và FL. Em có thể nhận định đây là một mẫu thiết kế gọi là đỉnh cao nhất của thương hiệu Verdep, và đây là một mẫu thiết kế đỉnh cao nhất của thương hiệu FL. Nhắc đến thương hiệu FL sẽ là một thiết kế thùng bè 4 bông, 4 bản nhạc số nổi vàng, nắp vàng này. Còn nhắc đến thương hiệu Verdep, ngoài cái bản nhạc con bướm vàng ra thì một chiếc Verdep số nổi, thùng bè vân nu chùm nho, loại thùng bè kích thước lớn ôm tường, thì đây là một mẫu thiết kế nó gọi là đỉnh cao nhất của thương hiệu Verdep đó. Và có thể nói là nó sẽ không có một gọi là một mẫu thiết kế nào có thể vượt qua được cái mẫu thiết kế như các bạn đang nhìn đây của thương hiệu Verdep này. Và đặc biệt thứ hai đó là thương hiệu FL, những mẫu thiết kế kinh điển của hai thương hiệu, đúng không ạ? Rồi, chiếc FL thì em cũng đã giới thiệu qua với các bác một số video rồi. Hôm nay em sẽ gọi là đi tìm hiểu sơ qua một chút về thiết kế của chiếc Verdep này. Chúng ta sẽ có một phần kính cong các bác nhá, số nổi. Và thùng vân nu thì nói thẳng với các bác đây là một chiếc thùng nguyên zin nên nó sẽ có vẻ đẹp cực kỳ tuyệt vời. Đó, chùm nho rất là lớn nhá, chùm nho kích thước rất là lớn đấy ạ. Một tay cầm nguyên zin đấy. Rồi, từng đường vân nu đối xứng đấy ạ. Đó, các bác nhìn này, tổng quan một chút về vẻ đẹp của chiếc đồng hồ Verdep này. Rất là hoàn hảo luôn các bác. Thiết kế vân nu cực kỳ là hài hòa luôn. Có thể nói rất là đẹp. Rồi, em sẽ đi vào bên trong một chút để các bác được ngắm sơ qua. Đây là thiết kế bên trong của thương hiệu Verdep đấy ạ. Rồi, đặc trưng của thương hiệu Verdep đúng không các bác? Một chiếc tay cót zin này, ốc chống tường hai bên này, logo thương hiệu Verdep nhé. Và thương hiệu Verdep là một thương hiệu rất là tỉ mỉ trong từng khâu. Nghĩa là sao? Đối với những chiếc thùng Verdep thì các bác sẽ có khóa gông này. Thương hiệu sẽ thiết kế, Verdep sẽ thiết kế cho các bác là khóa gông đầy đủ này, móc treo tay cót này. Rồi, nó so cài quả nắc này, khóa ngựa này. Và bên trên chúng ta sẽ có hai cái cần khóa chuông hai bên này. Đặc biệt là hai thanh bắt chống máy chúng ta cũng có này. Thương hiệu Verdep là một thương hiệu rất là tỉ mỉ trong từng khâu một, từng khâu một. Và đây là một bộ mặt số nổi của thương hiệu Verdep đấy ạ. Số nổi mạ chrome nhé, kim đặc trưng đúng không ạ? Em cũng thử sơ qua một chút về cái tiếng chuông của chiếc Verdep mà em đang giới thiệu đến các bác đây. Rồi, điểm qua một chút về tiếng chuông của chiếc Verdep rồi đúng không ạ? Đặc trưng đúng không các bác? Quả là hai mẫu thiết kế của hai thương hiệu nổi tiếng, và có thể nói là hai mẫu thiết kế của nó gọi là kịch của một thương hiệu các bác ạ. Kịch của một thương hiệu đấy ạ. Đó, FR thì là thùng 4 bông, số nổi vàng, 4 bản nhạc này. Còn Verdep thì là số nổi macaron, thùng bè 3 buồng, loại ôm tường, loại kích thước khủng này. Rất là đẹp đúng không ạ? Cả hai chiếc rất là đáng để các bác sưu tầm nhé. Và những chiếc này thì có giá trị cực kỳ là cao về cái mặt gọi là đam mê và hình thức. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng.